Rồi xin chào các bạn đã quay trở lại với cái buổi livestream chiều nay của mình nha các bạn ơi Các bạn có xem được cái livestream thì cho mình số 1 nha Alo alo các bạn yêu vô ơi Rồi chào Nguyễn Anh Duy rồi hello xin chào các bạn nha, chúc các bạn buổi chiều vui vẻ ạ à, bạn nào đang xem được các livestream thì comment phát cho vui thì, à, tương tác với mọi người cho biết là các bạn đang xem livestream còn bạn nào à, vô sau thì xem sau nhé mình sẽ nói luôn khỏi mất thời gian bạn nào vào trước đang chờ rồi chiều nay à, mình muốn cùng các bạn chúng ta cùng thảo luận về một cái vấn đề đó là hai cái phần mềm à, dùng để giải mã à, video và âm thanh đó là phần mềm VLC và phần mềm Kali CodePack thì à, đợt trước ấy mình có làm một số cái video Và mình cài cái phần mềm Kali CodePack để mình xài thì có một số bạn vào à, nói chung là phản ứng quá là dữ dội nó mình là cái cốt bách này nó cùi thế mồ cài làm gì. Thời buổi này là phải xài VOC. À, thời buổi này là phải xài VOC. Chứ ai mà xài cái bách codeback, cốt bách nó cùi thế mồ với xài cái gì. Thì à, thực sự ra thì à, trong quá khứ ấy mình cũng xài VOC một thời gian. Nói chung là cũng khá lâu ấy. Nhưng mà mình xài những cái bản cũ cơ từ hồi trước ấy, mình xài những cái bản cũ xong rồi về sau thì uh, mình cảm thấy là không phù hợp nữa thì mình chuyển sang xài color code back luôn thực ra thì hồi trước là mình xài cả color code back và xài VOC, mình xài hai cái uh, mình xài hai cái song song với nhau và mình lúc nào mình có cái hơi hướng là mình xài color code back nhiều hơn uh, lúc mà mình xài thêm cái VOC được một thời gian ấy, thì mình nhận thấy là VOC nó không có phù hợp với mình bằng color code back nên về sau mình chuyển sang mình chỉ xài pack thôi mình không xài uh, VLC nữa Đó, thì uh, uh, hôm nay thì có một số bạn thì lại nói như thế cho nên là mình muốn đưa cái vấn đề này lên cái livestream này để thảo luận cùng các bạn thì uh, các bạn nào có ý kiến gì về hai phần mềm này thì các bạn cứ cho mình uh, những cái comment nhá để chúng ta cùng nhau chúng ta tìm hiểu rồi mình xin chào 20 bạn đang xem livestream Chúc chúc bạn buổi chiều vui vẻ À, rồi, các bạn chờ một tí, mình sẽ mở qua cái máy bên này nha. Bùng chiếu. Ok, thì à, đây là cái máy tính của mình. Thì à, như các bạn cũng biết đấy, là thường thường ở trên máy tính chúng ta, à, bây giờ là Windows 10 là cũng đỡ rồi đó. Ừ. Windows 10 là cũng đỡ rồi, chứ còn hồi trước mà từ cái thằng Windows 7 trở về trước ấy, thì à, đôi khi cũng củ chuối lắm. Có nhiều file thì đọc được có nhiều file thì không đọc được, à, à, à. đấy, cho nên là chúng ta phải dùng đến những cái phần mềm ví dụ như là Kaligotbox hoặc là VLC để chúng ta à, mở những cái file này lên. thì à, mình nói ví dụ ở trong cái trường hợp này ấy, mình đang có hai cái file video ở đây, hai file video này ấy, thì mình đều quay ở cái định dạng là 4K 4K ha, à, một file ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy là cái thumbnail của nó nó đã hiển thị được cái hình lên, đấy cái thumbnail của nó đã hiển thị được cái hình lên như thế này còn một file ấy, thì nó không hiển thị lên được thằng này nó chưa hiển thị được này thằng này hiển thị được rồi cái lý do ở đây á nó hiển cái file này nó hiển thị được cái lý do là cái file này á là mình quay bằng cái uh, độ phân giải là 4K nhưng mà nó chỉ có uh, uh, bao nhiêu ta 30 FPS ha 4K 30 FPS đây nó chỉ có 4K và 30fps thôi. thì ở trên uh, Windows của chúng ta, ấy, trên Windows thì uh, thường thường uh, nó chỉ hỗ trợ là cái độ phân giải là 4K, 30fps trở xuống thôi. thì ở trong Windows nó có uh, hỗ trợ sẵn uh, những cái plugin, những cái code. để nó đi Decode, decode đi có nghĩa là nó giải nén, giải mã ra để đọc được những cái file video này. còn nếu như mà bạn mà uh, quay hoặc là bạn có những cái file video mà độ phân giải 4K, 60 FPS trở lên thì mặc định trên Windows nó sẽ không đọc được, mà các bạn phải dùng một cái bộ giải này, giải mã khác nó mới đọc được nha. À, tại vì cái thằng mà 4K, 30 FPS thì nó là cái định dạng là à đây, các bạn có thể thấy đây nó là định dạng MP4 nhưng mà nó là MP4 H264 thôi. Còn đối với cái thằng mà 4K 60 FPS trở lên thì nó lại xài cái thằng là à, uh, MB4 nhưng mà định dạng của nó lại là H265. Cái cốt của nó là H265 là cái mã đời mới bây giờ. Nó sẽ giúp là nén cái file video tốt hơn và cái độ chi tiết video được tốt hơn. Đấy. Thì ở đây ấy, mình đang có một cái file này, mình quay bằng cái máy GoPro 8 của mình. Mình quay cái độ phân giải là 4K 60 FPS. Đây các bạn nay mình quay là 4K 60fps ha đó thì thằng này cái định dạng của nó là định dạng là MP4 nhưng mà nó sử dụng cái code là H265 ấy cho nên uh, mình uh, cho nên là cái Windows nó sẽ mặc định nó sẽ không đọc được nó chỉ đọc được cái file này thôi đây mình cho các bạn coi này đây là cái file mà mình uh, mình quay bằng uh, Flycam uh, DJI Mini 2 uh, quay cái định dạng là 4K 30 fps. Đó. Anh thấy không? Đọc ngon lành ha. Như chúng ta sử dụng uh, Windows 10 hoặc là Windows 7, Windows 8 những được, nó sẽ đọc bình thường. Đó. đọc bằng cái trình uh, Windows Media Player uh, huyền thoại trên Windows, nó đọc được ngay. Đó. Nhưng mà đối với lại cái file này á, mình quay uh, 4K uh, 60 fps thì mở lên cái thằng mà Windows Media Player nó bảo bó tay, tao thua rồi tao không được, thằng này nó cao cấp quá, tao không được. OK, chúng ta phải cài một cái cốt rồi thôi. Rồi thì nói đến cái cốt quay trở lại vấn đề, đó là chúng ta đang nói về VOC và Calicoth back Thì à, bây giờ ấy mình sẽ đầu tiên mình sẽ đến với lại Cali code back Đây, Calicoth Back Mình sẽ vào cái trang Calicoth Bact. đây. Đây, thì à, mình à, đầu tiên mình à, xin nói sơ về Calicoth Back thì CaliCodePack là cái gì? CaliCodePack là một cái phần mềm nó tổng hợp tất cả những cái mã uh, mã giải nén video và audio phổ biến nhất hiện nay. Nó tổng hợp tất cả lại ở những cái nguồn khác nhau và nó đóng gói vào một cái phần mềm. Sau đó, uh, bạn sẽ dùng cái phần mềm này bạn cài vào để xem được những cái định dạng video khác nhau ở trên máy tính của bạn. Còn À, VLC là gì? Đây mình sẽ search luôn VLC nha. VLC, đây các bạn VLC, VLC hay còn gọi là Video Lan đấy. Đây các bạn VLC hay còn gọi là Video Lan ha. VLC là một cái phần mềm, nó cũng tương tự như là Kalacube, nhưng thay vì Kalacube là nó tổng hợp lại tất cả những cái mã để giải nén video và audio ở những cái suộc khác nhau để tổng hợp lại thành một phần mềm. Thì VOC người ta tự phát triển những cái plugin chính chủ của người ta. Người ta tự tạo thành những cái plugin, tự tạo thành những cái mã giải cốt video để người ta đóng gói lại một cái phần mềm và phân phối cho người dùng sử dụng. Và hai phần mềm này đều hoàn toàn miễn phí 100%. Chỉ có điều là Back này thì nó chỉ chạy được trên Windows mà thôi còn thằng voc này bạn có thể thấy là nó chạy được windows này chạy được uh, mac os này chạy được rẻ os này rồi chạy được uh, android này rồi chạy được uh, uh, ios đó nói chung là chạy được rất là nhiều voc khá là phổ biến nha đó vậy thì uh, bây giờ mình sẽ tải hai cái phần mềm này về và chúng ta cùng xem thử hai phần mềm này nó có gì hay ho nha đầu tiên là mình tải xuống này tải tải voc trước ha tải VOC đang download 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 VOC if not click here click here ở à, đây đang tải rồi OK tải rồi rồi tiếp uh, mình tải luôn cái nha Cali Code back thì nó có rất là nhiều phiên bản à, nó có uh, bản Basic bản Standard bản Full và bản Mega thì trong tất cả những cái phiên bản này cái bản Mega là cái bản cao cấp nhất và hỗ trợ nhiều nhất cho nên mình khuyên các bạn nếu mà tải thì bạn nên tải các bạn Mega này nhá, Rồi download Mega. Rồi chúng ta download server 1. Ok. Mình sẽ tải hơn mềm này về. Bây giờ mình sẽ cài thằng VLC trước nha. Tại đã tải xong rồi. Mình sẽ cài VLC vào trước. Yes. Ok. Next. Next. Uh, next luôn. Và install. Rồi mình sẽ bỏ này đi và finish MX layer và KM layer thì sao hả à, Thôi những cái phần mềm này để nói sau nhé. Hôm nay chúng ta chỉ so sánh VLC và Kali -like Code thôi Còn MX layer và KM layer thì có thể mình sẽ nói vào một cái video khác idem có cần rắc không Vì nó chỉ có 30 ngày thì nếu bạn có nhu cầu bạn cứ rack thôi Rồi nó đã tải xong Mình sẽ cài luôn Kali -like Code Run, yes, rồi mình cứ cài bình thường ha. À, chúng ta cứ cài một cách rất là bình thường, uh, xài rất là bình thường như những người mà bình thường thôi. Đấy. Next, 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 install. Rồi chào Quốc Thanh nha, chào uh, Long Ravo. OK, để cho hai thằng này nó cài xong đi, rồi chúng ta sẽ mở lên chúng ta xem thử ha. OK, finish. Rồi, cho nó xuống đây. OK, thì bạn thấy này, khi mà mình cài hai cái phần mềm này vô rồi á, thì nó lập tức cái file mà mình quay bằng GoPro á, là lúc nãy Windows nó không nhận được, bây giờ nó đã nhận được rồi. Là icon này. này. bạn nhìn này nha. Đây là cái file ở dưới ấy, là mình quay bằng cái Flycam DJI của mình thì lúc nãy chưa có cài hai phần mềm này vô thì nó vẫn đọc được. Còn cái thằng GoPro là nãy nó không đọc được nhưng mà bây giờ khi mà mình cài hai cái phần mềm này vào ấy thì thằng GoPro đọc được liền. Và khi mà cài hai phần mềm này vào <laughs> thì các bạn có thể nhận thấy là cái phần mềm Cali codeback nó khá là mạnh ở chỗ là cài vào một phát đấy là nó nhận được luôn cái định dạng của nó, nó nhận định nó định dạng được luôn những cái định dạng video ở trên máy của bạn. Cái thằng Cali codeback này ấy. Cái logo của nó là logo huyền thoại nó có cái số là 321. Đấy, nó giống như là uh, cái 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 thiết bị mà để những uh, 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 gì nhỉ? Đạo diễn người ta khi mà ta ở phim trường người ta casting ấy, đấy kiểu thế. Đó, nhận được luôn. Thì bây giờ mở lên này. Đó thấy không? Mở lên một phát là nó cho liền. Bây giờ mình ok cái nó mở lên liền này. Đó, thấy không? nó chạy được liền cái phao mà mình quay GoPro liền đây là phao mình quay bằng uh, 4K 4K 60 FPS thấy không chạy vù vù như một con cù rất là rất là smooth thấy không Thấy tuyệt vời luôn đấy rồi à, uh, bây giờ các bạn coi nè à, uh, bây giờ mình sẽ lấy cái phần mềm này ra đây nha cái like code back mình lấy mình cho nó ra ngoài desktop đây đây cho nó ra ngoài desktop nha rồi mình sẽ mở cái phần mềm Kali Codepack này lên Kali Codepack này lên nha rồi Kali Codepack này để ra đây một cái đi rồi cái thằng này là VLC này à, là, 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 ok continue ok đây VLC đây đây là hai phần mềm hai phần mềm đối thủ của nhau ngày hôm nay rồi đầu tiên thì mình sẽ lượt qua cái menu của Calacodback Cal nha. Calacodback chúng ta có file này. Chúng ta sẽ có quick open file, có nghĩa là chúng ta sẽ mở nhanh một cái file nào đó rồi open file, mở theo cái đường dẫn này, URL, rồi cho mở từ đĩa DVD hoặc là Blu-ray. Rồi mở từ một thiết bị nào đó, rồi mở từ thư mục, rồi mở từ đĩa, rồi mở những cái file mà đã mở. Đó, đây là những cái mà nó có thể nó mở được. Rồi cái view này thì có những cái này, ok, cái thanh uh, uh, tool ba thôi không nói nha, rồi play nó có thể là repeat, play red, ok, volume, rồi qua lại, à, rồi nói chung là cái menu của back nó khá là thô sơ, đúng không? nó khá là thô sơ, lác quá hả? như vậy Hello các bạn, đây. các bạn kiểm tra lại dùng cho mình xem tín hiệu nó có ok không các bạn Mình thấy bạn kit TV bạn nói là lag quá Alo, alo các bạn ơi 63 bạn đang xem livestream Các bạn kiểm tra lại dùng cho mình xem cái tín hiệu nó có ok không Nếu mà ok các bạn cho mình số 1 nhé Mình thấy là tín hiệu cũng rất là ok luôn mà Sao các bạn kit TV bạn nói là lag quá Ôi mẹ ơi Ok đúng không các bạn OK rồi, cảm ơn các bạn. Ông kia cho ông chôn mình đi sao đấy Ông kia cho ông chôn mình đi sao ấy? Khỉ thật. Rồi, OK đây là về phần mềm uh, Media Player Classic uh, của thằng uh, Code Pack ha. Uh, rồi về thằng VLC Media Player chúng ta có cái gì? Bên Media thì nó cũng là mở, mở cái này, uh, mở, 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 mở. Oh. Thằng này thì nó có thêm một cái phần đó là Open Network Stream à, Open Network Stream Có nghĩa là các bạn có thể mở qua mạng luôn Mở qua một cái hệ thống mạng nào đó ha, Mở qua một cái hệ thống mạng nào đó Rồi Open Capture Device Có nghĩa là mở qua Mở qua cái cạc capture luôn Quá dữ Rồi Open Location from Clipboard Ở trong cái bộ nhớ Tạm Rồi nó có tính năng là save playlist Say playlist có nghĩa là khi mà bạn xem uh, nhiều cái video bạn tạo thành một cái playlist thay vì ví dụ như khi mà bạn uh, có nhiều cái file video hoặc là nhạc trong máy của bạn ấy lúc bạn nghe bạn phải chọn những cái bài hay rồi bạn đưa vào bạn mở lên thì uh, mỗi lần mở như vậy thì nó rất là phức tạp đúng không rất là mất công thì bạn sẽ lưu lại thành một cái playlist lần sau bạn chỉ cần click vào cái playlist đó là mở lên lại những cái bài mà bạn thích rồi nó có convert luôn rồi nó có stream luôn ô oh, quá dữ nó có rất là nhiều Rồi về bên playback này thì khỏi nói ha Oh man đi đây Private, ok, allow, access, ok Rồi ở bên playback này thì không cần nói Cái này nó chỉ là next, rồi forward, rồi play, pause, stop thôi Rồi về phần audio, tăng giảm âm lượng, không nói luôn Video này cũng không nói nha Video này cũng chỉ là chỉnh to nhỏ cái kích thước cái video thôi Subtitle, đọc được sub này Rồi tool, Tool này có cho chỉnh Effect, Filter, rồi chỉnh Equalizer, đủ thứ các kiểu là đều đây. Nói chung là cái menu của này nó khá là nhiều. Menu của này khá là nhiều. Nhưng mà bên cái thằng mà Media Player Classic này á. Nó như thế này không có nghĩa là nó không phải là nó không có. Mà nó vẫn có. Các bạn vẫn có thể chỉnh được nha. Các bạn vẫn có thể chỉnh được. Bằng cách là các bạn vào đây này. Nó có cái phần là. Đây các bạn ra Rất là nhiều. Và cái phần là Code Trick Tool này. Code Tweak Tool Thằng này nó sẽ có đầy đủ hết cho Media Player Classic Đây, yes lên đi Đây, bạn nhìn này Nó rất rất là nhiều trong này luôn Nó có rất là nhiều trong này luôn Bạn tha hồ bạn chỉnh Bởi vì giống như lúc nãy Lúc ban đầu mình có giới thiệu các bạn Thì Carlyle Pack là tổng hợp Rất rất là nhiều những cái mã Để uh, decode những cái file video và audio Ở khắp mọi nơi Nó tổng hợp lại và nó đóng gói lại thành một cái phần mềm này để các bạn à, cài và các bạn xài đó còn à, đối với lại thằng à, vlc thì tất cả những cái code này do chính nó tự build lên và nó đóng gói lại thành phần mềm để cung cấp đến cho người xài nha ok rồi bây giờ à, mình sẽ mở thử hai cái file video này hai cái file video này để chúng ta coi thử xem là thằng nào nó chạy có được nó có bị giật lắc hay smooth gì hay không nhá. Đầu tiên là mình sẽ mở cái phao mình chạy bằng flycam. À. Đây các bạn. Đây là cái phao mình quay bằng flycam, nó chạy mình quay ở cái độ phân giải là 4K 30 FPS. Đó thì các bạn thấy này. Chạy cũng khá ổn ha, chạy cũng rất là mượt luôn đó <laughs> Chạy cũng rất là mượt. Không có giật lắc gì hết. Đó thì uh, thường thường á về cái phần mà chạy video này á giật lắc hay không cũng là do cấu hình máy tính của bạn nếu máy của bạn mà đủ mặn á thì nó chạy rất là mượt còn máy của bạn mà yếu thì nó chạy rất là giật lắc nha nhưng mà khi mà máy của bạn đã đủ mặn rồi á mà nó vẫn giật lắc thì là do phần mềm nha thì là do phần mềm thì trong quá trình mà mình xài á mình hay bị cái trường hợp là mình xài cái thằng vlc này á mình hay bị giật lắc lắm cho nên là mình cũng không có xài và mình chuyển qua thằng uh, uh, CalicoPack mình xài, Đó, nó có nhiều cái lý do. Rồi mình sẽ đọc thử cái file này. Đây là cái file uh, video 4K quay độ phân giải uh, 60 FPS nha. 60 FPS. Mình tắt cái tiếng của video đi cho nó khỏi ồn các bạn nhá. Tại vì cái này mình quay ở ngoài đường thôi. Đấy. <laughs> mình quay ngoài đường thôi chứ nó không có cái gì hết cho nên là khỏi cần nghe cái tiếng các bạn có thể thấy là nó hơi giật giật một tí nó hơi giật giật một tí các bạn các bạn coi ở cái phần mà giữa cái video này nó lâu lâu nó có hơi giật giật một tí các bạn thấy cái khu này đẹp không khu này đẹp tuyệt vời luôn khu này là ở biên hòa các bạn nhé khá là đẹp đó thì uh, chạy cũng rất là mượt các bạn nhé nhưng mà nếu mà các bạn để ý kỹ ấy, là nó hơi giật đúng không các bạn hơi giật đúng không các bạn nó hơi giật đúng không các bạn để ý đi nó hơi giật đó, các bạn để ý cái khúc ở ngay giữa này này cái khúc mà ngay giữa khung hình đấy là lâu lâu nó có một cái hiệu ứng kiểu như là nó bị uh, zoom vào rồi zoom ra nó bị giật 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 nó không có được smooth cho lắm Đấy cái kiểu đó là như thế nó giống như kiểu là nó nó đi cốt chưa có hoàn hoàn chỉnh ha? chưa có hoàn hảo để dùng cái từ là chưa có hoàn hảo nó hơi giật 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 giật, giật như vậy Đấy, các bạn nhìn thấy tòa nhà đã không ấy ở cái khúc chỗ này là cái tòa nhà đôi các bạn tòa nhà tháp đôi ở ngay chỗ này thì nó có một cái hồ bơi ngay chỗ này này nó có một cái hồ bơi ngay khúc chỗ này này các bạn Đấy, trên cái chỗ này là có cái hồ bơi đây. Ok, tạm thời là coi một đoạn ngắn như vậy đi nha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem bằng cái thằng Media Player Classic nha. Cái này là độ phân giải 4K nha Quốc Thanh này. Đây này, Media Player Classic. Đây mở to cho bạn coi này. Các bạn để ý cái khúc giữa này nha. Các bạn để ý ngay khúc giữa của video này. Mình bảo đảm các bạn luôn là thằng Media Player Classic này nó chạy không hề có một cái gì gọi là giật. Nó chạy cực kỳ smooth luôn. Đây là cái điều mình rất là khoái. Các bạn cứ thử nghĩ đi khi mà các bạn xem Tokuda 4K ấy, mà nếu mà đang ở cái chỗ mà hấp dẫn mà nếu mà nó cứ cực 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 ấy thì thật các bạn là nó rất là chán. Đúng không các bạn? Nhất là cái lúc mà nó đang sắp sửa là nó full lên ấy. Cái kiểu mà đang phun nước lên ấy Mà nó bị cài giựt cài giựt cài giựt ấy Thì nó chán lắm Đấy bạn thấy không Nó cực kỳ nó sờ mút luôn Nó rất là sờ mút Mình dám cá các bạn Là cái thằng Calacote Pack này ấy Là chạy bảo đảm nó mượt hơn Nó mượt hơn thằng VLC Mượt hơn rất là nhiều luôn Đó Quá đã à, Các bạn để ý này Các bạn để ý ở cái khúc giữa này ấy Cái khúc giữa này này Đó à cái khúc giữa này nó không bị cái cái khựng lại đúng không à, tắt cái tiếng này đi nha nó không bị khựng lại à khựng lại ở cái chỗ khúc giữa này à, lúc đấy cái thằng VLC là nó bị thằng này không bị đấy, đấy củ chuối à rất là mượt mà à luôn đúng không các bạn công nhận không các bạn đồng ý mình chỗ này không? Thật sự luôn nó rất là mượt Rất đã luôn Thử phao MKV hả? Phao MKV bây giờ không có phao gốc đâu bạn ơi Phao MKV không có phao gốc đâu Cái này chỉ có phao M14 thôi Phao MKV không có phao gốc đâu mà mình cũng mình cũng xem phao MKV nhiều rồi bây giờ chỉ có MKV Tokuda thôi nếu mà mở Tokuda lên đây là ăn đòn ngay cho nên là mình không mở được bạn à, nha à, cái phao MKV thì chạy đỗ vậy thôi rồi ok tạm thời là như thế tạm thời là như thế nha rồi cho stop lại đi à, cho stop lại để mở đây lại đi. đây rồi có một điều nữa mà mình nói thật các bạn là uh, mình rất là khoái ở trên cái media player classic. Uh, tiện đây mình chia sẻ các bạn luôn, để nếu mà bạn nào mà cảm thấy cái tính năng này hữu ích ấy thì các bạn cho mình một like nhá, các bạn cho mình một like và sau này các bạn cũng uh, hãy dùng cái tính năng này khi các bạn cần. Đây, mình nói ví dụ. Mình mở lại cái uh, video này đi mở lại cái video này rồi mình tạm thời uh, stop lại đi, po lại, mình mở lại cái này nha. Rồi, ok. Uh, tạm dừng lại. đấy, ví dụ vậy. Rồi, bây giờ mình nói ví dụ nha. Ví dụ này, cái thằng này á, nó bị một cái là mình cực kỳ mình bực luôn. Mình cực kỳ mình bực một cái như này này Khi mà các bạn à, mở một cái file video lên ấy, Thì mặc định cái thằng này ấy, Này nó luôn là kiểu này à, Này dùng để full screen đi Full screen thì không được Như này à, Zoom Original À thôi cái này không cần Từ từ cái này để mình để cái này thử coi à, Một phần hai à, half cũng không được ok giờ dụ mình để 1 phần hai này đi rồi mình mở bằng cái thằng vlc lại nha đây đây có một cái mà khi mà các bạn mở cái file video bằng thằng vlc ấy, nó bực một cái như thế này này mình nói ví dụ đi cái file video của bạn mà ở cái độ phân giải nhỏ ấy, mà nó độ phân giải mà nó nhỏ hơn cái màn hình của bạn hoặc là nó bằng cái độ phân giải màn hình của bạn ấy thì bạn mở lên không sao nhưng mà mình nói ví dụ cái phao 4K này Bạn mở lên một phát này Nó cứ bè hết ra như thế này các bạn Nó không có tự fit lại ở trong cái Ở trong cái 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 màn hình này của bạn Nó không có tự fit lại trong cái màn hình của bạn Bạn phải click đúp vào cho nó fit lại Hoặc là click đúp lại để cho nó nhỏ lại như thế này Hoặc là bạn phải vào video, vào zoom Rồi chỉnh những cái này lại như Một phần tư, quạt tơ Đấy như thế này rồi chỉnh như thế này thế kia 1 phần 2, half này hay kia Đó, phải chỉnh lại thế này Đấy, nó rất là củ chuối Ở chỗ này Đấy, cái này là một cái Rồi các bạn nhìn kỹ này nhá, Nó cứ bị rực rực, rực, rực cái giữa này <laughs> Nó cứ bị rực rực rực, rực 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 cái giữa này Đấy, cái này không nói nữa nha Rồi, tiếp tục Đây, cái này mình cho nó nhỏ lại đi Rồi Đây là các bạn nhìn này Còn đối với thằng Còn đối với thằng cam ở layer này làm sao Các bạn nhìn là thằng cam ở layer này nha Bạn mở lên này À, xin lỗi các bạn Kali Code Back. Đây bạn mở lên này. Open with. Đây nha. Mở nó lên phát. Đấy. Lúc nào nó cũng nằm ở ngay giữa trung tâm cái màn hình của bạn. Rất là khoái. Rất là khoái luôn. Mình nói thật. Các bạn mở lên một phát nó nằm ở ngay giữa trung tâm luôn. Rất là thích. Bạn chỉ cần click đúp vào một phát. Nó phóng to và click đúp nó nhỏ lại đúng ngay giữa trung tâm màn hình của bạn. Cho dù bạn có xem phim 4K, 8K, 16K, 100K đi chăng nữa hoặc là một thùng nước luôn thì nó vẫn là ngay giữa cái màn hình, nó rất là sướng. Đúng không ạ? Nó không có bị cái kiểu kia. Đấy. Mà Đấy, cái này là một cái. Rồi ok, tiếp tục à, cái này nha. Ví dụ như bạn mở cái này bằng thằng VOC này, ví dụ mình mở này bằng VOC nha, Mở ra nó cứ chui vào cái góc này bực không? Đấy, giờ lại cứ phải cầm này lôi 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 lên đây, đúng không? Lôi lôi lên đây, xong bắt đầu là click đúc cho nó to ra, xong rồi lại uh, này kia, đúng không? Rất bực. Đó. À về phần âm thanh hả? Âm thanh Kali Codeback làm được luôn, theo Nguyễn gì nhá? Âm thanh là Kali Codeback nó xử được luôn, xử được hết. Rồi, cái này nha, giờ ví dụ cái này, play lại này đấy bực chưa? nó cứ chạy vào góc này rồi một phần tư đi cho cái này rồi cái này á thì ví dụ như để mình coi thử coi thằng này mình nhớ là nó không có à, để mình coi thử một lần trước đã nha mình nhớ này nó không có cái tính năng này craft maintain take take snapshot ok take snapshot ok nó có nó có take snapshot nó có take snapshot ok rồi Take snapshot, picture, take snapshot, ok Và cái thằng quỷ sứ này thì nó take snapshot cực kỳ bựa luôn Mà Coi thử coi nha uh, Để mình coi thử, open with More app Oh, bên thằng này nó không có cái phần mềm xem video, uh, xem photo nhỉ? Bên này nó không có cái phần mềm để xem photo view uh, full screen, ok này đã không có cái phần để xem xem photo mới chết người chứ không cái win này mình đang xài nó không có cái phần xem xem photo các bạn tại đang xài cái win này là win ltsc nó không có cái phần để xem photo mới chết chứ để mình coi thử coi. Uh, pen 3D Không được uh, Open with Thằng này chỉ mở được với pen thôi Nó chỉ còn mỗi pen nè Không còn gì để mở hết Đúng là này chỉ còn mỗi pen nè Không còn cái giống gì để mở được uh, Zoom Zoom out Zoom out Ok zoom out thế này cũng không được Không ổn Zoom in Không ổn không ổn rồi cái này nó không có tại vì cái thằng này nó không có store các bạn cái bản cái bản LTSC này nó không có cái thằng store cái LTSC này nó không có cái store cho nên là không có cài được cái Windows Photo nó không có download được cái Windows Photo Để mình thử ở trên này coi xem là nó có cái phần Windows Photo không Windows Photo. Download. Đây đây. Windows Photo này. Windows Photo download thử coi. Link. Đây các bạn. Windows Photo Viewer. Các bạn chờ một tí nha Để mình sẽ cho các bạn thấy được cái sự hoàn tất tràng của quỷ này. Yes. yes. Okay. Window photo. Window accessory. Window system. Open with. Da window photo. Ok các bạn, đây là Windows Photo Rồi Ủa sao nó không tự mở ra ta Open with Windows Photo nha On way này, on way view Ok, Windows Photo Rồi, đây là Windows Photo Rồi, ok Thì cái thằng cái thằng mà VLC này á Nó có một cái nữa mà mình không thích Đó là như thế này Khi mà ví dụ như các bạn mở thằng này lên này bạn mở cái này bằng VOC nha, bạn mở lên như này đúng không? đấy, nó đang ngay giữa đây đã bực mình rồi, đây là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa như thế này. Ví dụ như mình hay mình hay làm cái là mình hay chụp lại cái màn hình của cái 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 phim lắm. À, ví dụ như nhiều khi mình đang coi Tokuda cái chỗ mà nó đang kiểu như gọi là đang tuôn trào ấy, nó đang tuôn trào lên cao ấy, thì mình hay khoái là mình chụp lại cái hình để lại, ha mình chụp hình lại để ví dụ như khi mà mình đang sờ chim này này và ví dụ các bạn bảo là anh ơi mở Tokuda đi ấy, thì mình sẽ mở ngay cái chỗ đấy cho các bạn xem để các bạn khỏi mất công phải tua 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 ấy thì cái thằng VLC này nó bị một cái thế này này ví dụ như là khi các bạn muốn chụp lại cái chỗ đấy ví dụ như các bạn muốn chụp lại cái chỗ đấy ấy, thì các bạn phải vào video bạn vào text snapshot đúng không vào ngay cái chỗ mà text snapshot này ấy, thì nó khá là phiền đúng không giả dụ mình chụp ngay cái chỗ cái chỗ cái tòa nhà đi đây mình chụp ngay chỗ cái tòa nhà nha. Đây ví dụ mình chụp cái chỗ tòa nhà đi. Các bạn vào video text snapshot đúng không? Đấy sẽ chụp một phát như thế này. Đấy chụp một phát như thế này. Rồi. Nó khá là phiền, đúng không? Nếu mà chụp cái này mà ví dụ như mà đang ngồi mà đang ngồi xem xem lén xem lút mà chụp kiểu này thì nó mất thời gian quá đúng không? Khá là bất tiện luôn. Còn đối với lại cái thằng mà cam layer ấy Ê, xin lỗi các bạn Kali -like code back ấy Đây Mình mở bằng Kali -like code nhé nha Như bạn mở Kali -like code cái này Đó Ví dụ như mình chụp đoạn này đi Ví dụ bạn chụp đoạn này Rất là dễ luôn Bạn là ai trong đây cũng có này Bạn vào đây nha uhm, đâu rồi để mình tìm lại coi mình xài phím tắt nó quen rồi. Cho nên giờ vào đây tìm nó lằng nhằng quá. À, đây. Play. Play. Play này Đâu mất tiêu rồi. Mình quên mất tiêu rồi. À, negative. Play. À. Đâu rồi, các bạn chờ một tí nha. mình cũng không nhớ làm chỗ nào nhưng mà đại khái ấy, là các bạn sẽ bấm cho mình phím là internet và chữ y ngắn alt và y ngắn thế này thì nó sẽ chụp ra cái chỗ đó cho bạn nha nó sẽ chụp ra cái chỗ đó cho bạn ví dụ bây giờ mình lưu vào desktop này lưu vào desktop đấy, nó chụp xây bục một phát xong rất là nhanh nó nằm ngay đây luôn đây này chụp phát ra luôn ngay chỗ này đây nha nó chụp một phát một ra luôn Tự nhiên nó cái chỗ này tiện mình bị quên mất tiêu Mình không nhớ làm chỗ nào Đây nha Nằm chỗ nào Nằm chỗ phao hả Rồi ok Cảm ơn bạn nha à, Đây đúng rồi Cái chỗ say image say image Nó nằm ngay phao các bạn nha Ok cảm ơn bạn là P Tuấn nha Rồi Nó nằm ngay cái chỗ là phao say image và nó có phím tắt là internet và chữ y ngắn các bạn nhé internet và y ngắn nó rất là tiện luôn thật sự các bạn này bây giờ ví dụ các bạn coi tới cái đoạn này bạn thấy cái chỗ này hình đẹp quá bạn bấm bấm kịch cái ngay giữa nó pause lại và bạn bấm phím alt y ngắn nó chụp một phát một ra đúng cái đó bạn chọn chỗ lưu đúng không xây một cái có liền ôi rồi ơi ai gọi em đấy có em đây đấy có ngay lên ngay nha đó Đấy Ngon lành liền Đúng không Cực kỳ đã luôn Cực kỳ đã luôn Đúng không các bạn Đây là cái tính năng mà mình muốn chia sẻ các bạn Để nếu mà các bạn mà có cái việc mà các bạn cần dùng ấy Các bạn hãy nhớ tính năng này nhá Và nếu các bạn thấy cái tính năng này hay Các bạn hãy like cho mình một cái <laughs> Like cho mình một cái Để lần sau các bạn coi Tokuda Các bạn chụp cho nó nhanh nhá Đấy Rồi ừ, uhm, cái thằng này ấy, mình nhớ là bạn có thể chỉnh được cái đường dẫn của nó ừ, uhm. chỉnh được cái đường dẫn của nó ở đây mình để mình coi thử say thumbnail say thumbnail nó có được chỉnh cái chỗ uh, chỉnh được cái chỗ đường dẫn của nó để lần sau bạn không cần phải làm gì hết nha property này mình coi thử coi chỗ nào mình quên mất tiêu rồi tự nhiên hôm nay mình mình chia sẻ các bạn về vấn đề này xong mình quên mất luôn tại vì cái phần mềm này mình vẫn thường xài thường xuyên uh, đâu rồi option 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 nha rồi cái phần là input full screen đây capture này capture 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 à đây không phải capture rồi uh, okay. external output full screen oh oh man cái chỗ nào quên mất tiêu rồi ta tự nhiên cái quên không nhớ được cái chỗ nào uh... advan này Mình coi thử coi full screen snapshot Snaps, snapshot rồi cái chỗ nào mình quên mất tiêu luôn, các bạn có thể chỉnh được, các bạn có thể chỉnh được cái chỗ mà lưu sẵn để lần sau là bạn chụp là nó chỉ lưu ở chỗ đó thôi là xong, không có cần phải chỉ cái chỗ lưu nữa nha. À... tự nhiên lại quên, vãi clip thật. có bạn nào xài cái phần mềm này đang xài phần mềm này mà biết cái phần này thì Support cho mình một phát nha. Tại tự nhiên mình bị quên mất cái phần này rồi. À, đâu rồi? Open directory subtitle property open file location open file location đúng không phải rồi. Favorite have uh, negative play Tag team reset full screen nó chỉ nằm ở trong các option này thôi nhưng mà mình quên mất tiêu rồi mình quên mất tiêu rồi các bạn dvd output uh, ok subtitle render full screen capture không có lằng nhằng đâu bạn ơi tại vì cái này mình muốn mình muốn chỉ thêm cho bạn thôi chứ còn cái này bạn xài thì nó chả có gì lằng nhằng cả nói chung á là ở đây á mình không phải là nói là để dìm hàng VLC hay là nói là cái này nó ngon hơn nhưng mà ý á ở đây là mình đang chỉ ra cho các bạn một số cái tính năng hay mà mình hay xài đó còn bạn nào cũng đúng là bạn nào mà đang xài cái nào quen rồi thì xài cái đấy nó vẫn hơn bạn nhá xài cái nào quen rồi thì xài cái đó nó vẫn hơn chứ không phải là cái gì hết đại khái nó là như thế ba hai một này có tiếng Việt không hả cũng không không biết nữa bạn ơi không biết mình xài cái này mình xài tiếng Anh từ trước giờ rồi cho nên mình cũng không để ý là có tiếng Việt hay không nữa đâu rồi các bạn chờ một tí nha uh... đâu rồi cái này mình bị quên mất tiêu rồi thôi cái này mình sẽ chia sẻ các bạn sau đi tại vì cái phần này mình bị quên mất tiêu rồi cái phần này mình bị quên mất tiêu rồi, các bạn <laughs> kỳ cục quá kỳ cục quá rồi ok cái này là một nha có nghĩa là cái phần cái phần mà chụp màn hình này là một cái này rồi cái nữa bây giờ mình mở cái nữa nha cái này đi ví dụ như cái này đây có một cái nữa mình khá là củ chuối ở cái phần mềm vlc này ấy đó là ví dụ như đi à bạn mà à, bạn muốn play một cái video thì bạn là bấm cái phím space bar, cái phím khoảng trắng ở trên bàn phím đúng không? Bấm một cái là chạy, đúng chưa? Bạn muốn tạm dừng là bạn bấm một cái, nó tạm dừng, đúng chưa? Thì cái này là nó quá bình thường rồi, cái này hầu như phần mềm nó cũng có. Ví dụ với thằng này nó cũng có này, thằng Kala uh, back này cũng vậy, bạn play chạy. Bấm cái nữa dừng, đúng không? Bấm cái chạy, bấm cái dừng, đúng không? Nhưng mà trên thằng Kala Codec này nó còn có một cái nữa vậy này. Bạn bấm cái con chuột trên đây này, nó cũng chạy. Bạn bấm con chuột trên đây Nó cũng dừng Nó cũng giống như bạn xem ở trên Youtube vậy ấy. Nó khá là sướng chỗ này Có nhiều khi đâu phải lúc nào bạn ngồi bàn phím được đúng không Có nhiều khi nhất là những ông nào Mà hay xem Tokuda Màn hình to 60 inch, 70 inch Rồi nằm ở trên cái giường Chùm chăn vào Rồi có cuộn giấy ở trong đấy Chỉ cầm một con chuột không dây lên trên giường nằm thôi Chứ đấy thể nào mà ôm bàn phím lên trên giường ngồi nằm được Đúng không? đấy thì con chuột bấm, vực chạy, bực đứng, đúng không? đấy chứ còn cái thằng mà vlc này ấy thì bấm đây đâu chạy đâu, bấm đây không chạy đâu, đấy bấm không chạy đâu, phải rê xuống đây, đúng không? phải rê xuống đây xong rồi bấm vào ngay cái nút play này, bấm vào đây nó mới chạy được, xong lại bấm vào đây nó mới tạm dừng được. thì nếu mà ví dụ như bạn ông nào mà đang xem tivi mà ngồi trên giường chùm chăn có cuộn giấy ở trong ấy Đấy Mà ngồi từ xa như vậy Làm sao mà nhìn thấy cái nút play này được Thật luôn Chả lẽ lúc này lại chạy ra ngoài cái bàn Rồi bấm bàn phím Bực phát chạy Lại bấm phát dừng Đúng không Đấy Cho nên mình cũng hơi hơi chán ở cái chỗ này Đây là cái 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 vấn đề mà gọi là Làm sao ta Gọi là cái 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 cách sử dụng ấy Đúng không Cách sử dụng của người dùng ấy Đấy Bạn xài bạn sẽ cảm thấy là Nó hơi hơi bị bực bực ở chỗ này một tí thì ở đây mình nói trước rồi là cái này là do tùy người thôi. Có thể là bạn thích xài VOC hơn, có thể là bạn thích xài Calacutback hơn. Nhưng mà mình muốn chia sẻ các bạn một số cái điểm hay như vậy. Để các bạn thấy được là cái nào nó hơn, cái nào nó thua. Đấy, kiểu là như thế. Đấy, Calacutback là mình khoái vậy á. Bấm mà chạy. Bấm phát chạy. <laughs> không? Bấm phát chạy. Bấm phát đứng. Đó, thấy chưa? Đó quá đã bấm phát chạy bấm phát đứng cái nào xem tokuda mượt hả cái này xem mượt này cái k live này xem tokuda mượt này k live bạn xem file mkv là cái file mà định dạng video chất lượng cao đó bảo đảm bạn luôn không sợ giật lắc chạy rất là xì mút luôn nha chạy rất là xì mút luôn không bao giờ sợ giật lắc nhưng mà mình nói thật các bạn ấy là mình khóa nhất là cái điểm này đây giờ mình tắt hết đi nhá, mình khóa nhất là điểm này. ví dụ như bạn chỉ cần click đúp vào cái file video bạn muốn xem, click đúp vào một phát, là video luôn luôn nó nằm ở giữa cái màn hình của bạn, nó luôn luôn nằm giữa cái màn hình chứ không phải là nằm ở góc này, nằm góc này, góc này, mà cho dù bạn nó kéo đi thì nó chỉ bị nhỏ, nó chỉ bị nhỏ thôi, phải không? đấy, nó không bao giờ mà cái tình trạng nó nằm ở góc như này đâu. đấy, bạn mở, nếu mình tắt nhá, bạn click đúp vào một phát một phát lên ngay giữa liền luôn luôn ở giữa Thấy không Đấy, cái gì cũng vậy ở giữa là ngon nhất nhá luôn luôn ở giữa các bạn nhớ ở giữa là ngon nhất chứ không thể nào mà vô góc mà ngon được vô góc là củ chuối lắm đấy rồi còn ông này ấy ví dụ như mà xem này nhá bật lên này vlc này đúng không bật lên phát đấy là chưa gì đã vô góc rồi này này vô góc này không nó hở miếng chút xíu rồi còn ông này vô trong rồi này vô góc mất tiêu rồi đúng không bật lên phát vô góc củ chuối bây giờ xong lại phải click đúp vào đây phát mở to ra đúng không rồi giờ ví dụ như mà muốn tạm dừng đi là phải bấm bàn phím đúng không bấm phát phát nữa chạy bấm phát dừng bấm phát chạy bấm phát dừng bấm phát chạy đó mà cái điểm chán nhất là lúc nãy mình cho các bạn biết là ở cái chỗ giữa cái video này này là nó hay bị khựng 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 nó không được smooth đó còn đối với lại Cốt Bách mở lên ngay giữa bấm phát dừng bấm phát chạy bấm phát dừng bấm phát chạy rồi luôn luôn ở chỗ giữa này không bao giờ mà bị khựng lắc gì hết luôn luôn smooth chạy rất là đã bạn thấy không và đây là pha quay gốc của gopro bạn nhé đây là pha gốc của gopro 8 mình quay à, pha 4k 60 fps bạn thấy không? Chạy rất là smooth luôn Không có giật lắc gì hết á. Rất là đã pha này là file chưa chỉnh sửa bạn nhé Phao gốc chưa chỉnh sửa Cái phao này là có dung lượng là 1 g 83 ha Phao này có dung lượng 1 g 83 Nó có độ dài là có 2 phút 37 giây thôi 2 phút 37 giây nặng 1.83 g Đấy còn cái phao này 60 FPS của thằng này thì Số FPS thằng này thì có 500 570 m thôi. Thằng này nó có 30 frame mà thằng này nó có 48 giây thôi, nó nhẹ hơn. Đấy. Nói chung là khá là ok các bạn nhá. Đấy. Rồi, thì đây là một số cái ý kiến của mình về hai phần mềm VLC và Calico Back và cũng giống như là muốn chia sẻ các bạn một số cái tính năng nho nhỏ ở trên cái phần mềm Calico Back mà mình vẫn hay sử dụng thì nếu mà thấy hữu ích ấy, thì các bạn cho mình một like nhé, ok. thì bạn nào mà có ý kiến gì hay về hai phần mềm này thì các bạn chia sẻ bạn nhé. chúng ta sẽ dành 50 phút để ngồi nói chuyện với nhau. các bạn thấy là hai cái phần mềm này có cái gì hay thì các bạn chia sẻ để mình học hỏi từ các bạn với nhá. tại vì không phải là cái gì mình cũng biết đấy. đầy ra mà là cái gì? ok. Anti-malware service executable là cái gì? Cái này là về cái 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 uh, của thằng uh, Windows Defender ở trong cái Win 10 ấy bạn ơi. Cái nào cài xong chiếm ít dung lượng hả? À vậy coi lại. Đây để coi lại coi lại coi lại coi lại cái này, coi lại cái này. Đây nhá. Bây giờ mình mở lên lại này mình sẽ mở này lên bằng color code nhá bây giờ chúng ta kiểm tra này task manager task manager các bạn coi này uh, thằng này hiện tại bây giờ là nó chiếm uh, 6 7 gì đó cpu còn uh, ram thì uh, à, coi bên này mới chính xác chứ quên mất xin lỗi các bạn coi bên này với chính xác chứ đây thằng này thì uh, cpu khoảng 2 ha 2%. Uh, RAM thì uh, 160 MB nha RAM 160 MB. Đấy, đây là cái cái mà nó chiếm. GPU thì chiếm uh, 60%. Đấy. Đây là về cái cái hao uh, hao hao tổn của phần cứng mà Kali Codec nó chiếm nha. Rồi, bây giờ tới thằng uh, VLC này. À uh, đầu VLC, VLC đây VLC thì sao? VLC thì uh, đây thằng này uh, nó cũng chiếm ô oh, ram thì nó nhiều hơn bạn nhé, VLC nó ăn ram khá nhiều, VLC ăn ram khá nhiều, CPU thì uh, cũng vậy, CPU cũng tương tự, ha? cũng một chấm mấy phần trăm gần 2 phần uh, trăm, ram thì uh, ram chiếm hơi nhiều, GPU thì cũng uh, tương đồng nhau, vậy là suy ra thì VLC nặng hơn. VLC có vẻ nặng nề hơn đấy các bạn Nặng nề hơn Rồi cái này thì mình sẽ mở thử một file hình ảnh Thử coi Open file Desktop này Ô oh, vậy đằng này không đọc được hình ảnh à Ô oh, file Đây Được Cái này VLC đọc được hình ảnh này Đúng không VLC đọc được hình ảnh Rồi Carlyle Codeback thì sao code back Open file à... Open file, all file đây. Đọc được luôn, các bạn nhá. Đọc được luôn. Tất cả đều đọc được, các bạn nhá. Tất cả đều đọc được. À và có một cái nữa ở đây để mình cho các bạn coi này. Có một cái nữa ở đây. Đó là đối với thằng Kalakutback ấy. Bạn mở lên như thế này. Thì cái 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 khung hình của bạn ấy, luôn luôn là nó full cái khung hình như thế này các bạn. Luôn luôn là full cái khung hình. Cái cái phim ấy lúc nào nó cũng chạy full khung hình, đúng không? Nhìn nó đẹp hơn còn thằng voc khi mà bạn mở lên, ấy, bạn mở lên như này, thì lúc nào nó cũng bị hai cái đen hai bên này các bạn, à, lúc nào nó cũng bị hai cái đen hai bên này, nhìn nó khá là củ chuối, đúng không? nhìn nó khá là củ chuối luôn. đấy, đây là những cái điều mà mình khá là ghét ở trên voc thật sự luôn. đấy đây là về cái cái ý kiến của mình thôi nha, còn không phải là là à, mình nói là để mình đả phá như bạn nào đâu, đấy đây là ý kiến của mình thôi. À, rồi còn một cái là lúc nãy là các bạn nói là uh, cái này thì nó hỗ trợ trên uh, di động đúng không mình thật sự mình nói các bạn luôn ấy, ở trên di động ấy. bây giờ thời đại bây giờ ấy, mình nói thật nó không phải là như ngày xưa mà các bạn uh, phải xem tokuda xem jav bằng cách là chép phim lên điện thoại để xem tại vì đa số bây giờ là đều xài ở trên Internet hết rồi. Như ngày xưa không có Internet, à, các ông muốn xem JAV, muốn xem Tokuda thì các ông phải chép vào đầy thẻ để các ông xem. Thì nhiều khi những cái những cái trình mà để xem video ở trên điện thoại nó sẽ không đọc được những cái file đó. Thì các ông cần phải cài những cái phần mềm này vào. Nhưng bây giờ nó đều chạy trên Internet hết rồi. Thì ở trên điện thoại ấy những cái trình duyệt ở trên trên điện thoại ấy, nó xử lý được hết, nó xử lý được hết thậm chí là những cái phần mềm tích hợp sẵn ở trên điện thoại nó cũng xử lý được hết luôn cho nên Deck cần VLC làm cái gì đế cần cái phần mềm khác làm cái gì hết cho nên cái vấn đề mà ở trên điện thoại di động ấy thôi dẹp qua bên cái đấy là không cần thiết các bạn nha không cần thiết đó rồi ok ok các bạn thì đó là một số ý kiến của mình Thì bạn nào có ý kiến gì các bạn để lại comment nhé Chúng ta sẽ giao lưu nhau thêm 5 phút nữa Đúng 4 giờ mình sẽ offline cái buổi stream này <laughs> Em đang cố gắng cài Windows lên USB nhưng ao mây thì hay lỗi Windows trên USB thì nó phải có phần mềm để chạy lên bạn nhé Take snapshot trên VLC có phím tắt Phím tắt là cái gì vậy bạn kiếm tắt là cái gì? phím tắt uh, trên VLC là cái gì vậy? Xem Tokuda trên TV lớn không cần laptop thì chất nữa. cái đấy thì bình thường, cái, đấy, cái chuyện đó chuyện, chuyện bình thường, à, chuyện bình thường, có gì phải uh, nguy hiểm? à... à dùng phím shift s để 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 lưu hình đúng không ok dùng phím shift s để lưu hình ok cảm ơn bạn conan đâu mình test luôn này ok các bạn đây là vlc nhá vlc đang chạy này bây giờ mình sẽ bấm phím shift s này ok có các bạn nha có ok rồi, vậy là chúng ta sẽ xí xóa cho VLC. VLC nó có tính năng để chụp màn hình bằng phím tắt, đó là phím Shift S. Mặc dù là ở đây người ta không có nói các bạn. Ở đây người ta không có nói là dùng phím gì ha. À, đây người ta không có nói là dùng phím gì, nhưng mà nó có phím tắt là phím Shift S để chụp màn hình nhanh. À, nhưng mà vẫn còn một số nhược điểm nếu mình nêu ra mà VLC không thể nào bằng Calacoidback được. <laughs> mà cái nhược điểm lớn nhất đó là khi mà coi video bị khựng 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 giật lắc là mình không thích rồi các bạn nha cái nhược điểm lớn nhất đó là xem video phao lớn mà bị khựng khựng giật giật lắc, lắc là không thích rồi uh, ok và advanced setting có thể thay đổi phím tắt rồi ok cảm ơn bạn kiên conan à, còn bạn nào còn ý kiến gì khác nữa các bạn bạn nào còn ý kiến gì khác nữa nói chung hai phần mềm đó tùy người xài Ừ đúng rồi thì mình nói rồi mà cái này là là ý kiến của mình thôi còn cái này nó cũng phải phụ thuộc vào cái sở thích của mỗi người tại vì mình thấy là có rất là nhiều người đang ca tụng vlc rất là nhiều thậm chí là người ta mặc định ở trong đầu là cài win xong là phải cài vlc đấy tại vì cái này là do cái 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 thứ nhất là cái sở thích người ta thứ hai là cái nhu cầu người ta có thể là người ta cảm thấy là VLC nó đáp ứng tốt cho cái việc trải nghiệm máy tính của người ta cho nên người ta phải cài VLC đó nhưng mà mình muốn chỉ ra những cái điểm mà của VLC và calicut like bách thằng nào nó hơn thằng nào nó thua để các bạn có thể à, lựa chọn đúng cái phần mềm mà các bạn xài nó ok hơn còn cái cái chuyện mà xài hay không á đó, đó là chuyện của các bạn À, cái này không thể ép được cái này là quyền của mỗi người không ừ. mấy các bạn nào còn ý kiến gì nữa không nhỉ Làm video hack wifi bằng Kali Linux Bạn muốn hack wifi là bạn phải có thiết bị nhé các bạn nha Các bạn xem người ta làm những cái video mà hack wifi bằng Kali Linux Thực chất ra người ta có một cái bo mặt để hack wifi các bạn nha Chứ không phải là chỉ dùng code riêng ở trên Kali mà các bạn có thể hack được Wi-Fi đâu. Các bạn nha. Hiện tại bây giờ những hacker để người ta hack Wi-Fi, người ta hack cái này, hack cái kia, người ta đều có thiết bị để hack hết các bạn nha. Chứ không phải là chỉ dùng Kali Linux là làm được những cái việc này. Tất cả đều phải có thiết bị hết các bạn nha. Chính vì lý do này cho nên mình cũng không có muốn đi sâu vào những cái vấn đề này làm gì hết. Em hay sử dụng app mặc định trên Win. của một số trường hợp thì xài Calibre Codeback. À ok. Buổi live sau so sánh hai phần mềm KM Layer và MX Layer. Rồi ok. Bữa sau sẽ làm phần mềm đó ha. KM Layer và MX Layer đúng không? KM Layer và MX Layer. Rồi bữa sau mình sẽ nói phần mềm này. À, các bạn muốn mình làm về phần mềm gì? Các bạn à, để lại cho mình cái comment nhé. À, chúng ta sẽ đi sâu về nhiều cái phần mềm hơn. Bởi vì Windows thì chúng ta đã làm nhiều rồi cho nên mình muốn cùng các bạn trải nghiệm về nhiều phần mềm hơn. VLC có phiên bản xem 360, thằng nào chả xem 360 được bạn. 360 thằng nào cũng xem được hết. Rồi, ok, các bạn ơi thôi thì đến đây chắc là mình sẽ xin tạm dừng cái buổi live này ở đây. Rất cảm ơn các bạn tham gia cái buổi live chiều nay của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cũng như là bật quả chuông theo dõi các bạn nhé. Hy vọng rằng một tiếng vừa rồi sẽ chia sẻ được những điều hữu ích cho các bạn. Rồi xin chào các bạn và hẹn các bạn vào những cái buổi live tiếp theo nha. Bye bye.